PAYO -oh demo, PAYO -oh hoạt động như thế nào? Xin chào, trong bản demo ngắn này, bạn sẽ biết PAYO -oh là gì, nhưng trước khi chúng ta xem bản demo, hãy nói một chút về những gì PAYO -oh có thể làm cho bạn. Bạn vừa có đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Tuyệt vời, giờ là thời điểm để hệ thống PAYO -oh làm việc. Từ thời điểm này trở đi, đây là trách nhiệm của chúng tôi trong việc giao, thu thập, liên kết và cung cấp dịch vụ suôn sẻ cho người mua của bạn. Bây giờ, hệ thống PAYO -oh bắt đầu hoạt động. Đầu tiên, chúng tôi xác nhận địa chỉ, để không có địa chỉ bị thiếu. Chúng tôi phát hiện ra có vấn đề, đừng lo lắng, dịch vụ khách hàng của PO sẽ gọi cho người mua và lấy các thông tin còn thiếu. Sau đó, hệ thống PO chọn đơn vị vận chuyển phù hợp cho đơn đặt hàng cụ thể này từ hơn 10 đối tác tin cậy, sử dụng thuật toán giao hàng đặc biệt của chúng tôi. Tại thời điểm này, tin nhắn SMS đầu tiên được gửi đến người mua. Sau tất cả, chúng tôi muốn người mua của bạn cùng tham gia. Bây giờ, phép thuật bắt đầu. Bạn sẽ nhận được một email với hóa đơn vận chuyển của mỗi đơn hàng bạn cần giao, không cần phải tự điền vào hóa đơn ship nữa. Ngoài ra, hệ thống Payo sẽ tự động đặt lịch nhận hàng. Bạn chỉ cần in, đóng gói và nhân viên giao hàng sẽ đến lấy hàng từ bạn. Và vâng, tại thời điểm này, chúng tôi gửi một tin nhắn thứ hai sau khi nhận hàng, hóa đơn giao hàng có tất cả thông tin mà người chuyển phát cần để giao hàng thành công, bao gồm cả logo của bạn. Khi đơn đặt hàng được vận chuyển, một số vấn đề có thể xảy ra nhưng không cần phải lo lắng vì payo ở ngay đây với bạn dịch vụ khách hàng của payo được cập nhật trực tiếp từ các nhân viên giao hàng và liên hệ với người mua hãng vận chuyển để lưu đơn hàng vậy bạn sẽ làm gì trong khi payo lo tất cả mọi thứ bạn chỉ cần ngồi lại và theo dõi đơn hàng của mình qua hệ thống payo trong cổng payo bạn có thể thấy trạng thái trực tiếp của mỗi đơn hàng bạn có thể nhìn thấy tổng thể về cửa hàng của mình với các kpi khác nhau của chúng tôi bạn có thể thấy số tiền được thu vào tài khoản của bạn bao nhiêu đơn hàng được lưu và nhiều thứ khác thú vị hơn bằng điều khiển cho người bán cũng có bộ tính cho phép bạn ước tính chi phí vận chuyển của từng bưu kiện có thể kết luận rằng nền tảng payo cho phép bạn chủ cửa hàng quyền kiểm soát chỉ cần ngồi lại và biết rằng bạn đang nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp mà bạn cần để mở rộng quy mô